Đoạn đầu video này thì mình muốn thông báo với các bạn là 8 giờ tối nay mình livestream giao lưu với mọi người nha. Nên là rất mong mọi người tối nay bớt chút thời gian tham gia cùng mình cho vui nhá. Hẹn mọi người vào 8 giờ tối nay. Rồi nó không được, có con Guardian kia kìa. Mình không lên được nha, bình tĩnh nào. Rồi phải đợi nó bắn hết nhá, nó bắn hết chưa? Rồi nó bắn hết rồi. Bắn hết rồi này, không đủ kìa. Không đủ sao tương để chơi nó kìa. Đủ nhá. Hello mọi người nha, xin chào các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Như tiêu đề video thôi, hôm nay chúng ta sẽ đi mua sắm nha. Và cụ thể ở đây đối tượng mà chúng ta nhắm đến đó chính là Ember Gun 8. Đâu rồi, Ember Gun 8 của mình đâu rồi? À đây. Rồi ok. Thì mọi người sẽ hỏi là tại sao mình đang ở bậc số 7 rồi mà lại quay trở ngược lại mua Ember Gun 8 đúng không? Thì mình sau đây sẽ đưa ra những cái lý do sau này. Cái thứ nhất là hầm của mình lực chiến vẫn rất còn yếu, nên là Ember Gun 8 rất phù hợp luôn. Cái thứ hai là Ember Gun 8 này nó sẽ phù hợp để các bạn gọi là ghép cặp với Ember Gun 12 hoặc là Ember Gun 16 nếu như mà robot của các bạn đang ở những cái mức năng lượng thấp ấy, chưa lên full dao tím đúng không? Thế mọi người có thắc mắc là tại sao bây giờ mình mới mua không, trong khi mình làm video đưa thông tin khẩu này bán rất là lâu rồi? Tại vì mình đang tích thật nhiều tín dụng để sau khi mà mình mua khẩu này xong ấy thì mình vẫn còn thừa một lượng lớn tín dụng để nếu như phòng hờ game là có sự kiện gì ngon bằng tín dụng thì mình vẫn có cái để mà tiêu nha. Đó là cái lý do mình khuyên các bạn rồi, là chi tiêu cái gì phải tính toán nha. Các bạn mà được 300.000 tín dụng các bạn mua một phát về không luôn, là đến lúc có sự kiện ngon là các bạn chỉ ngồi đây mà khóc thôi. Ok, mua nha. Nói giải thích như vậy là mình nghĩ là đủ rồi đấy, mình mua nha. Rồi, chúng ta đã có đôi Ember Gun 8. Bây giờ thì lôi nó vào chiến trường thôi mọi người ơi. Ở đây thì mình nghĩ là mình sẽ dùng thử cho kill shot. Mình sẽ dùng thử cho kill shot tại vì nó tiếp cận cũng gần đấy. Xem như thế nào nhá. Phi công thì mình tháo con này ra đi. Con này có của Ember Gun này nên mình tháo con này ra nhá. Ok nha mọi người ơi, đã xong set đồ cày chay của chúng ta rồi. Rất đáng tiếc là cái nick cày chay này của mình không hề có một cái cày ghép nào tăng sát thương cho Ember Gun cả các bạn ạ. Rất đáng tiếc luôn. Nhưng thôi không sao, để xem combo này với cái khung lực chiến mà mình đang có á, thì nó có làm ăn được cái gì hay không nhé mọi người nhé. Xem như thế nào nhá. Rồi, hai nha. Indo à? Bảo anh bạn Indo. Không biết là anh bạn Indo này chơi hay không nhỉ? Hai bên kia cùng một clan. Hai thanh niên kia cùng một clan. Đây này. Ok. Xem tình hình chút xíu nha. Đây, thanh niên này ra đằng này rồi. Một con Eclipse. Hai con là đứng cùng nhau như thế này thì cũng không biết chơi thế nào nha. Oh, con Eclipse bên dưới à? Bên phải. Rồi nó ở dưới kia nhá. Rồi con Eclipse nó bị hạ rồi hay sao? Hay là mình nhìn nhầm nhỉ? Mình không dám công lên trên tại vì... Rồi nó không được, có con Guardian kia kìa. Mình không lên được nha, bình tĩnh nào. Rồi phải đợi nó bắn hết chưa? Rồi nó bắn hết rồi. Bắn hết rồi này, không đủ kìa. Không đủ sao tương để trôi nó kìa. Đủ nhá, ok. Ok bạn mình ơi. Từ nha, rồi nó phế mình rồi. Con nào ấy, thôi bình tĩnh nào. Né nhá, né được không? Bắn đi, đúng rồi, né được rồi nhá. Ok, né được rồi, không sợ. Né là không sợ nhá, thanh niên thì còn trên này không? Còn trên này không các bạn ơi, còn không? Đi rồi. Đâu rồi ta? Con này ở đâu ấy nhỉ? Bình tĩnh quan sát chút xíu nào. Vẫn chưa thấy đâu hết á. 1, 2, 3, 4 ở đây này. Ở đây. Từ cái đã nào. Chưa thấy gì nhá. Mình cần lui về cái đã. Đây. Ra đâu đây. Con gì đây? Một con tia trọng lực đúng không? Mình nhìn cái nhá. Nhìn cái đã. À, một con brick. Con này thì khó cho mình nhá. Rất là khó luôn á. Không phải dễ đâu. Đây, thanh niên ấy đứng đây này. Bây giờ sao để bọc hậu được nhỉ? Làm sao bọc hậu được nhỉ?
bạc hậu được mới là cái tốt nha. Con này đang bị vướng này, con này đang bị vướng này, đây này, đây này, đây này, từ từ nha, nhìn trước xíu này, không được rồi. Có chơi được con này hay không đây? Ok, bình tĩnh nha. Ui, bình tĩnh nha, nó mang siêu pháo sợ lắm. Bình tĩnh nha, phải dìa thôi các bạn ơi, mình yếu, mình đừng ra gió. Mình, đằng này có à? Không phải. Mình yếu thì mình đừng ra gió nha. Ok. Sợ thật. Ơi, cái gì đây? Ơ, cái gì, cái thanh niên này, đằng sau mình có. Ui, pha này mình tông bị đâm vào tường, nó mới cay nè. Pha này mình tông bị đâm vào tường thì mình... Ây, trời ơi, chán đấy. Chán thật chứ. Pha này lỗi mình quá, mình tông phát yếu vào ngay tường như này. Phát yếu mình tông vào ngay tường. Đây này, nó vẫn đứng đây này. Xuống phế đó. Nó vẫn đứng đây này. Cay á, mình tông đúng vào cái mặt tường này chứ này, thành thử ra là fail quá. Có pha đang đẹp rồi, thanh niên xuống nộp mạng cho mình mà mình lại tông vào tường nên mới cay này. Đây này. Nhìn gì đấy, nhìn C5000 nha. Ok, bình tĩnh. Xé ra kia chơi mình là sao? Ô, anh bạn Indo này AFK ơ, chán đấy. Đang lúc cần thì AFK thế này thì... Ui dồi ôi. Thế này thì đúng là vứt sọt rác rồi. Rồi, bình tĩnh nào. Ôi, sao? Thanh niên đang chơi thì AFK. Ok, 1v1 nhá. Sáng giờ toàn gặp đồng đội cái kiểu gì ấy. Chán không tả nổi luôn. 3, 2, 1, go. Đồng đội cứ ngơ ngơ. Rồi, thanh niên này đi đâu? Có ra cổ trung tâm hay không? Với các màu này thì không ra rồi. Lúc thì AFK, lúc thì... Chả chơi được cái gì. Pháo xoáy này mình cũng không lên kia chơi đâu. Kệ đi. Mình ra đây nha. Ra đây xem có con nào thì mình chơi thôi. Hình như có con ở ra đây nhá. Không có rồi. Đây. Một con nhện. Rồi nha. Ok. Rồi nó bắn này. Đứng ở đây một lúc này. Thôi thanh niên kìa, rất là hờ hênh nha. Từ từ nha. Ok, tiếp này. Ok. Di chuyển ra chỗ khác nha. Bây giờ tự làm tự ăn thôi. Đồng đội chả thấy giúp ích được cái gì cả. Chán không buồn nói. Xa quá không có tới rồi. Đợi nó lại gần thêm mới được. Hai con nha. Có lại đây không? Nó không lại đây chứ. Ui dồi. Từ từ xem nào. Rồi nó đi rồi. Ở đây thì rất là đông nha. Một phát nữa, ok. Con kill shot này thì cũng... Rồi. Vào đây thôi. Xong lui về nha, nó có pháo xoáy á. Mình cũng không có... Ơi con này nó có... Mà đằng này nó cũng có pháo xoáy á mọi người. Mình sợ mình vào mà không ra được ấy. Nó vẫn cầm pháo xoáy, nó đứng đằng kia kìa. À đây, nó đây này. Nó tính ra chơi mình à? Bắn chưa? Ơ cái gì ấy? Cái gì đấy? Xong rồi, bình tĩnh nào. Ok. Nó đâu rồi? Một phát nữa. Này thì chơi này. Bạn tính chơi ai? Ôi dồi ôi. Khổ thật chứ nị. Canh đằng trước thì đằng sau nó ra nó bắn mình. Mà trong khi đó một lũ nó đứng đằng này luôn á. Khổ dã man. Không có gì khổ hơn cái cảm giác này luôn á. Chân hai ở trên kia rồi cuối cùng mà để cái con lon zom. Cái con lon zom này nó. Nó ra nó bắn dễ như không có chuyện gì xảy ra luôn á. Buồn thực sự luôn các bạn ơi. Thật là rất là buồn nha.
Buồn ở cái mức nó gọi là dã man luôn. Buồn dã man luôn các anh ơi. Ok, có ra đây không? Liệt, à đây, nó đây rồi, nó đây rồi, nó đây rồi, nó khống chế mình, nó khống chế mình, nó bắn. Ui, sao cái góc này nó vẫn tới nhở? Không có phạm vi nổ tên lửa mà sao cái góc này nó hơi điêu nhở? Cái góc là cái góc hơi điêu nha. Ok, cứ ra đây lần nữa đấy. Có giỏi thì ra đây lần nữa. Có giỏi ra đây lần nữa. Có giỏi thì ra đây lần nữa. Thế con này, ok. Ui, nó đi nhẹ vào kia thôi, nó né là được. Là được rồi mà tại sao lại không ấy vậy ta? Vẫn bị khống chế kìa. Vẫn bị khống chế. Chán thiệt sự. Phải chạy ra đây thôi. Ôi, bắn lắm thế. Bắn rất là lắm. Rồi, phải sang đây. Ok nha. Bắn nó phải gọi là... Được rồi, thanh niên ra đây. Đứng đấy, đứng này. Bạn thử làm lại cái hành động vừa nãy cho tôi xem cái bạn ơi. Lại vào cái bản đồ này. Cố gắng lên, chúng ta sẽ làm được. Tôi tin tưởng bản thân mình. Tôi nghĩ là tôi trận này sẽ chơi hay hơn, may mắn hơn. Mong các bạn hãy cổ vũ cho tôi. Thật ra sáng nay mình chơi nó cứ thế nào các bạn ạ. Đồng đội nó tra đâu vào đâu cả. Nản thiệt sợ luôn ấy. Xem cái đồng đội này có uy tín hay không. Lại mấy khẩu bắn xoáy xoáy rồi. Đây này, cho thanh niên này ra thì mình lấy tầm nhìn trước nhá. Xem có các con gì đây không. Rồi, một con đằng này này. Còn nữa đâu, còn nữa chưa thấy tăm hơi đâu cả. Mình đang muốn gọi là ra đằng này chơi á. Ok, ra đằng này này. Mình không ra cổ trung tâm đâu, mình sợ bị úp sọt lắm. Đứng đây thôi các bạn ơi. Vẫn như trận vừa rồi nhá, chúng ta sẽ đứng đây và hy vọng một ngày mai tươi sáng. Đứng đây và hy vọng một ngày mai tươi sáng. Đấy, mình đứng đây mình dụ con này ra nhỉ. Đó, đứng đây dụ. Rất là nguy hiểm nhưng mà thôi kệ. Cứ đứng đây dụ ra nha. Cứ đứng đây dụ ra. Một viên này. Hai viên này. Một tông này. Rồi, con cơ điền ra đây thì khá là mệt nha. Rồi, cái thanh niên này. Ok. Rồi, nó bắn chưa? Rồi, nó bắn rồi. Một này. Cái gì cơ bạn ơi. Đi về nha các bạn ơi, đi về. Đây rồi, con gì đây? Ồ, nó lao lên rồi. Ember gun à? Đúng rồi, nó dùng ember gun rồi các bạn ơi. Ồ, nó bị cấu khá là nhiều HP rồi nhá. Ra đây hỗ trợ thanh niên này thôi. Bạn ơi, trước mặt bạn kìa, có nhìn thấy không? Con này nó cũng mang ember gun như này. Bạn khóa chân nó cho tôi đi bạn ơi, khóa chân. Đúng rồi. Ok. Còn con nữa đấy, dùng ember gun đấy. Hiện tại thì tôi chưa biết tung tích của nó ở đâu đâu bạn ơi. Bạn hãy cẩn thận nha. Nó vẫn lảng vảng ở đâu đó quanh đây này. Hãy quan sát đi bạn ơi. À đây nhá. Rồi. Con gì nó không chế nhá. Ôi nó bị hạ rồi, ngon. Ok nha bạn ơi. Tốt bạn ơi. Đây bên trái bạn có nhìn thấy không? Đây con này bắn tiền nha, mình đợi nó bắn rồi như là con Aren. Không nên rồi, được hay không đây? Đừng để nó nạp đạn. Cô ơi, tốt bạn ơi, tốt nha bạn ơi. Thanh niên mình kia AFK đấy các bạn thấy mình nãy mình bị nhiều lần rồi. Đồng đội nó AFK. Cay không làm gì được. Thôi thì biết làm sao bây giờ. Cùng chung hoàn cảnh, cùng chung số phận thôi. Thôi nó ấy rồi. Ok nhá. Nãy mình cũng bị mấy trận đồng đội như vậy á. Chả có sự kiện gì mà cũng AFK. Nó nản thiệt sự luôn á. Đây thanh niên ấy đây. Phải làm sao vòng qua được đây nhỉ? Có
quá nguy hiểm không? Một ăn cả ngã về không nha, một ăn cả ngã về không nha các bạn nha. Anh em có nhìn thấy mình không? Nhìn đâu rồi? Không thấy đâu cả. Ui. Ok, không nhìn thấy mình. Ngon, thành niên á. Một vả này. Hai vả này. Này thì ba vả này. Các bạn đừng có bảo mình là ăn hiếp người ta khi mà người ta AFK nha. Mình cũng là... Ui. Mình cũng chịu như vậy thôi. Nãy giờ mấy trận mình cũng bị AFK đấy. Xóa hết video có làm được cái gì đâu. Phải chịu thôi chứ. Gặp quả đồng đội nó gọi là nó thối như vậy thì biết làm sao được. Nó vừa vào cái nó AFK, nó bắn được vài cái nó AFK. Ôi dồi ôi, bình tĩnh nào. Rồi, còn mỗi thanh niên AFK kia thôi. Rồi thắng rồi. Ok, tiếp tục MVP nha. Ok, Embergun xuống lửa 8. Chơi thì mọi người cũng thấy ok đúng không? Nhưng mà là kiểu để mà gọi là giữ đến cuối trận MVP ấy, thì mình nghĩ là sẽ cần nhiều thời gian hơn cho mình để chơi nó có đồng đội hay hơn thì được. Chứ còn ở thời điểm hiện tại mình nghĩ là ở cái mức dừng chơi tốt thôi. Dừng lại chơi tốt đấy, chơi ok đấy. Tấn công các thứ thôi, còn mất con này thì ra con khác thôi. Chơi được nha mọi người nha. Rồi, nếu thấy video hay thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.